Hai Mận xin chào cả nhà nha. Bây giờ gia đình Mận sẽ đi chợ để mua một tí thịt dừa nướng cả nhà. Hôm nay trời khá là đẹp nha. Bây giờ đi tới tiệm Lidl. Ở bên Hà Lan cũng có tiệm Lidl cả nhà. Trời hôm nay khá là đẹp luôn. Cả nhà thấy không? Trong xanh. Không có một chút mây mù luôn ạ. Cẩn thận Victoria, nó thấy mấy cái đó là nó đu dội lắm. Dạ, nó lộn nhào đó. Quậy đi quậy. Quậy tại con. Lớn rồi mà sao còn trèo vô ông sen hồng nữa vậy? Quậy đứng sau tại con. Ra rè con trèo xuống hết ra rè. Ồ, siêu thị lớn quá cả nhà. Đó má lượng hộp nho đi. Dưa nè. Tôi ăn trái lấy gì ăn cho nó mát nhưng mà không biết có ngon hay không nè. Giá nó ăn nhiêu một trái vậy? Một trái nó 7.99 cả nhà. Đây nè, cái ông cái nào. Cái con kia cũng ngọt quá rồi. Hả? Này này. À, cái này thôi lấy trái đá đây. Này, này. Ok. Đi. Hy vọng là ngon nha. Dạ. Mấy cái là salad nè. Lấy trái paprika nè. Mày anh mua gạo thêm trộn với gạo Việt Nam mình hả? Dạ, gạo mình nó dẻo quá. À ha. Đây mình nè. Mua thử cái gì trộn chung vô ăn thử nè. Dạo này okay. Cũng lan con giống vậy. Dạ, lấy con bì thử. Này giống như salad trên gì? Giống như bột salad của mình á. Lấy một cái đi. Lấy cái hai cái về thử hả? Lấy hai cái cho đỡ thiếu á. Có bỡ không? Dạ. Nè thang nè ba ba. Thang đây 3 kg nhiêu? 5 kg hả? Này là nó ướp sẵn hết nha cả nhà. Mình mua về mình chỉ nướng mình ăn thôi. Con đừng có đẩy xe nha Victor. Con đẩy xe kiểu đó nó chạy ra là con té dập mặt mà ủi vô người ta, con biết chưa? Anh bé lớn đây mà con ngồi ông xe nè, ông bà cô chú hư chưa? Quá hư luôn á. Con đứng. Con đứng. Ai da. Rồi, lấy mỗi thứ món anh, đừng lấy hai cái nhiều quá. Mỗi thứ món mình ăn mình thưởng thức. Mà cái nào ngon thì mình mua nhiều một chút. Ví dụ vậy đó.
Phải đây đây. Lâu lâu. Nè, mọi thứ nó. Là chín hết rồi, giống bữa chỉ làm nóng lại thôi. Này mình có nướng không hay là không? Nướng theo nướng. Này nướng là nó còn sống, nó chỉ ướp gia vị thôi mà hả? Cái này mua hộp cà phê rồi mua sữa đậu phê uống chứ. Này giống như bên mình mà phải không? Này. Sách lóc đây luôn hả anh? Quá trời trời người luôn á cả nhà. Bây giờ gia đình mặn ra tính tiền nha. Ra tính tiền xong rồi giờ nướng ăn thôi cả nhà. Ở bên này là quầy trả tự động, mình trả tự trả tiền luôn, tự lấy tự trả luôn. Đếm dịnh cho đợi nó tán vô xe á. Rồi, hai vợ chồng mặn mới vừa mua xong ra cả nhà. Giờ bỏ vô xe còn mấy vợ cháu. Mấy vợ cháu ngồi xa xa kìa. Ở bên này nó bán giá thì tính ra ở bên Đức thì nó cao hơn tí xíu nha cả nhà. Mà mua nhiêu đây là 90 mấy đồng á, gần trăm euro. Hầu như là nước nhiều. Đồ ăn thì chỉ mua mấy miếng thịt nướng thôi. Trời nắng nóng mình mua nước nhiều uống cho nó khỏe. Nhờ ông chủ cho thuê chỗ để mình cắm điều ở cả nhà, cho mượn cái tủ lạnh nhỏ, cho nên ông sẽ mở mua ít bia gì à bỏ uống. Hôm qua anh mua bia của gì, của Hà Lan hả? Đức. Hà Lan chứ hay là Đức? Hôm qua á. Còn cái này của ai? Của Hà Lan luôn. Cũng Hà Lan luôn hả? Chứ không phải của Việt Nam hả? Mai mua. Việt Nam mai mua. Việt Nam chất lượng cao mà anh. Hàng Việt Nam chất lượng cao nha cả nhà. Nói giỡn cho bên châu Âu mình mà nói bia ở châu Âu mà về Việt Nam thì có, chứ còn bia Việt Nam mà qua châu Âu là hơi bị khó hơn anh hơn. Tại vì ở châu Âu là xứ sở bia mà, nổi tiếng bia mà. Rồi, ok cả nhà. Mua cái lò mới về khai trương á, nãy giờ ráp xong rồi. Giờ chút nữa banh ra nướng thôi. Đây là lò nướng hay là quay? Là nướng. Nướng quay gì cũng được hết. Xếp cho chặt vô. Rồi, xong. Có bánh xe nữa, đầy đẩy nữa chứ. Đầu gác luôn, lấy miếng lớn gác vô bên này nè. Rồi. Ok, dạ nướng đi. Bài luôn. Rồi, theo bỏ kìm lên nướng trước nè, nướng đi. Rồi, nướng đi. Thịt á, đó là thịt á. Đó là thịt á, rồi nướng. Chị hai nhà mặn bơ phơ hết rồi cả nhà ơi. Ngủ giờ ra à? Rồi. Ví dụ mình bỏ than vô nướng thịt cho cả nhà. Củi.
than củi, than củi. Thui cảng, thui cảng. À, than củi, còn cái này là đồ lửa nhúm để đốt than. Giống nó giống như mình xốp rồi. Xốp, cồn. Thấy chưa? Cháy. Lên lửa rồi mọi người. Nha, là mới, rồi mới, kha tường mới hết. Cái gì cũng mới hết. Chơi. Chút lửa vô thấy nghe mùi thịt rồi đó. Thơm, rồi. Thơm mùi than. Tây, Tây thì ngồi bên cạnh thì hò hét. Việc thì đốt lửa nướng thịt. Bây giờ mặn sẽ làm salad. Như con. Con lọt ra một cái lon bắp cho má ma. Lọt ra đây ra. Quên mua chanh nữa. Không, không quên mua không cần thôi. Không có thôi anh. Này salad nha cả nhà. Mặn mua nè. Bỏ trong tủ lạnh. Nhưng mà nó lạnh quá. Nó úng. Cái nào còn tư mình ăn mà cái nào úng rồi thôi. Tôi còn dưa leo. Đây paprika. Lấy dưa leo, cái chai đi. Chút nướng thịt ăn thử ngon không? Cái này là ăn với tôm, làm salad đồ cả nhà. Cái này thì bì, làm bì salad. Cẩn thận nha con. Thịt giờ lấy ra chưa anh? Ba ba. Đợi chút nữa lấy thịt ra sau hả? Ừ. Bây giờ mẹ con mình làm salad trước rồi. Ừ, cái này. Đi rửa con, đi rửa, mẹ con mình đi rửa. Đi con. Đi ra rửa nè, rửa salad. Vô mẹ con mình làm ha. Con thích ăn salad không? Hôm nay con gái má ma phụ má ma rửa salad giỏi vậy ta. Bỏ lên đây con, bỏ lên. Dạ. Bây giờ nước vô lột bún. Bún. Mặn thì rửa rau. Hả? Con chạy ra chỗ ông chủ nhà có thờ có không con? Giờ lửa than chờ là nó đỏ lửa lên đỏ mình mới nướng. Thì anh đi lột bún đó nha, em rửa rau. Con không có luôn hả? Chị chị ra đi dạo, rủ bà ngoại đi dạo rồi. Dạ, yeah, nhưng mà chị ra đi với ngoại rồi đó. Nghe tiếng ngoại đâu đó. Đợi đây chút mới dục vô thùng rác con. Cái này là có nước nóng, nước lạnh luôn nha cả nhà. Cái này là ông chủ là ông tính vô luôn trong tiền liều. Còn cái tiền mà mình đi tắm á, là mình phải tự bỏ. Cứ lần tắm 50 sen đồng gì đó. Ai muốn tắm nhiêu tắm. À, con rửa bỏ vào đây, bỏ vào đây. Cẩn thận con. Hả? Giờ sắc dây leo luôn nha. Sao đây bỏ vô không ha? Này đổ vô đây. Rồi sắc dây leo. Bỏ chung vô luôn không? Đó, rồi. Sắc tiếp là mẹ bỏ vô đây. Dây leo cho. Dây leo. Đây. Sắc ít rồi mẹ. À, bữa nay bà má bà làm thợ nấu. Ồ, chỗ dao má ơi, má bỏ xuống đây thôi. Không có sao đâu. Thấy. Bỏ lên đây nè. Má bà cho nấu. Hầu giờ. À? Má bà nấu cho em ăn từ nhỏ tới lớn mà em sợ em. Tại vì má bà đem bà xì xì không có sao hết á. Tại có luộc. Tại có luộc con làm má cũng ấy mang chung tay cho tao. Má nấu ăn mà. Rồi, cái để bà chung vào đây không? Hay sao?
Rồi, dưa leo, đổ vô đây. Rồi, vô, xà lách vô đây. Rồi, bán gì nữa con? Cái bì xà lách này. À. Đây là... Bỏ hết vô đây luôn hả anh? Nó chua không biết nữa. Ồ, thơm quá vậy. Giống như curry anh, giống như mấy con thổ. Đây, lấy đũa chắc con, mà lấy đũa dạ, hả? Dạ, được con. Chắc hũ á, à, tròn hũ ấy, cho nó ngon. Con kia đỡ lại con, đỡ lại nữa không? Cái đây kem gói gì vậy đây, cô coi thử nó dưa hương nè. À. Xịt chút mắm Việt Nam mình vô cho nó ngon. Rồi, mắm, mắm mực nè, hôm bữa mới nó mắm cá gì đây nè, mắm mực cái nè. Cá cơm, à, đây sao nó mực bên này nó khác. Có mắm, mắm mực, mắm cá cơm, cá đầy đủ luôn. Bắp, dưa leo, đây mà nhiều dưa hả? Dưa mà nhận. Dưa mà, mặn ngọt. Sao nó thiếu thiếu cái gì vậy? Anh thử đồ coi thử nó ra sao. Sao là nó hăng? Cái gì nó hăng con? Cái đồ nó có nó hăng nè. Có thêm cái gì anh? Dịt. Được rồi. Cái này á là mùi của mấy thằng thổ. Thổ đây mọi người, bây giờ thịt đây mình để xuống đây nha. Đó, đây là thịt nát kênh, đây nè thịt nát kênh. Không, 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 đây là thịt gà. Đó, rồi em qua kia em quay nữa. Em qua kia em quay rồi thịt nào là thịt gà. Nướng thịt gà trước, thịt gà nó lâu chín thì nướng nó trước. Lửa nó nóng quá à. Lửa nóng, lửa than mà. Lửa than 3kg đó má. Ký 6 đồng, 5-6 đồng vậy đó. À, đi cắm trại mà cũng giống như đi ở nhà mọi người. Đó. Nào là xoay nó nát kênh là theo nha mọi cả nhà. Thơm quá. Ồ má ngủ uống nước trà để vậy ta. Bên này là thịt nát kênh. Rồi thịt cái này heo. Thịt ướp sẵn hả? Tay ướp sẵn. Tay ướp sẵn. Thịt heo. Còn này là sườn, con tay ướp sẵn. À xô, này sườn. Chù thấy ớt trong này quá chừng mà không biết nó có cay hay không nè. Cái miếng này không 8 đồng mấy hả? 8 đồng 48 sen. 637 gram. Là 8 đồng 48 sen. Nãy giờ mình cũng sắm phụ cho con tay chân, bây giờ mình ngồi uống nước trà để cho con gái với thằng rớ nướng thịt mình chờ ăn thâu cả nhà. Sướng quá còn gì nữa. Sướng hơn tiên rầu. Sướng hơn tiên rồi. Sướng hơn tiên rầu. Mẹ vợ con rỡ uống người uống trà người uống bia mà cũng cùng vô vô dữ quá ta. Đây là nước trà nghe, còn càng rỡ là uống bia cho đừng nói mẹ vợ với thằng rỡ uống nước bia nè. Mẹ vợ uống rượu. Mẹ vợ uống nước trà. Wow, khai trương là mới nướng đã ha. Không biết thứ gì cũng của mình làm. Đồ nó thơm nó sao lửa than nó ngon. Dạ. Mấy cái mùi vị của tây nó ướp nó không quên giống như của mình mà. Rồi giờ mình thử miếng thịt coi thử nó chín chưa nha cả nhà. Chín thì nó chín rồi đó, nhưng mà vợ con thì muốn ăn chín hơn. Đi thử coi mùi vị nó có thử sao. Nứt nát luôn mọi người ơi. Đây giờ cánh gà ra trước nè. Gà chín rồi đó.
cái bên đây có bỏ sao không bỏ ta? Bỏ nó rợn đổ không anh? Bắt nói gì đổ. Vậy anh bỏ coi em thấy cho nó nghiêng nghiêng con rớt xuống xong luôn. Gì cơ? Cái gì? Cái xà lách mà gia vị xà lách mà nó không ngon. Nó dở lắm con. Cái đó của thổ con. Cái đó chín chưa cho anh lật lại. Chín là chín rồi á, muốn làm cho nó ấy cho em. Hả? Lấy bia cho ba ba hả? Ba ba ok đang cần cái. Cái này lon ba khui rồi lấy dùm lon của ba khui á. Ba con đây nè, con trên bàn đây nè. Victoria. À đây, đang cần cái. Chị không không má. Rồi vô một cái mọi người. Cho con gái mà vô cái út vô giữa mà con mặn con nhanh vô quá vô trời ta. Đưa hai tay ở đâu nữa chứ. Cái gì ở nặng anh vậy mà con đưa hai tay vậy bà? Nhẹ. Nhẹ không? Wow, ba miếng thịt này đã sảy đó. Trời, đã đấy không? Còn thấy nước lửa than nào. Trời, chén nước mắm khu yên này đã đâu chưa? Đặc sệt. Ớt nhiều, tỏi, đường. Má làm, cùng miếng thịt gì quá trời, miếng thịt đã đau luôn. Đây là má làm, không biết mặn hay lạc, theo như ở miệng của má mà tụi bay ăn. Ờ mà má chưa nếm thứ nữa chứ. Thôi ngon dở cũng ăn. Từ từ, cái gì cũng từ từ. Chua nó sao lại đặt giữa con. Bỏ cái dĩa xuống cho nó dở đổ hơn. Ờ. Mà đó thấy chưa ăn thật ngon không? À, bún quá luộc nó hơi bẫy phải không con? Giờ nó ráo để sao? Nó làm đây. Đũa cho má. Rồi má đây. Trơn ra rè. Rồi xong cho anh cái bỏ cái mới lên đợi từ từ nè, chín mình ăn sau, bây giờ mình ăn ở đây trước đi. Ăn cho đến nó nguội nó ngon con. Rồi cái đấy từ từ mình ăn vài miếng lại. Này đũa con này với to. Con cảm ơn ba ạ. Cảm ơn con. Đây con Sira này của em nè. Giờ thịt chín rau mời cả nhà ăn cùng với gia đình mình. Giờ mời cả nhà ăn bữa thịt nướng chiều cùng gia đình ở khách sạn Ngàn Sao. Thì tôi mình cũng mời cả nhà ăn thịt nướng cùng với gia đình nha. Đây, thịt nướng đã chín xong rồi, gà nướng, thịt nướng, salad, ăn cùng với bún và cái chén nước chấm của bà má nè. À, đây, Victoria ăn rồi, ăn mai. Ở sao? Bên kia thì còn có cái lò nướng chưa chín nha cả nhà. Con mời anh về cứ đưa ăn cùng với gia đình của mình nha. Nè, sắc. Nè, để lên. Ơi, mặn mời cả nhà ăn cùng với gia đình nha. Vậy là ăn thịt không? Mẹ mẹ ăn đứng nha, đứng đợi mẹ mẹ còn chạy tới trở thịt nữa. Ngon quá con ơi. Đây với tôi đây. Ở ba xương mình bỏ đâu vậy? Em bỏ trên bàn đã. Bỏ trên bàn này con chút nữa vậy. Dạ. Dạ. Chút mắm nó lâu. Có dù đây nữa. Ngon. Thịt ngon không? Chắc cho mẹ nè anh. Đây có đâu. Ngon lắm con. Mẹ ăn miếng bún nè. Từ từ ăn thịt ra chứ. Ừ. Cha vợ cái xương này. Ờ vừa nó xương. Đưa gặm xương. Ba ba con cũng muốn gặm xương. Ừ. Cái nhường răng của con á, cẩn thận con gặm lại nó bay á. Con ăn xương đấy con ạ. Ăn con thì ăn đi. Đó, má thấy không? Ngồi ăn khách sạn Ngàn Sao mà có chim hót đồ líu lo thấy chưa? Má ăn chim. Má ăn chim nó cũng hợp tác cho mình để ăn uống đồ cho nó ngon nữa chứ. Gần sáng rồi con, chim nè, cu nè, chó nè. Đem ngã trong rồi có con gà, mày gấy. Một sáng có đàn vịt chạy nữa chứ. Không biết con gì vậy. Vịt của ông chủ ông nuôi á. Ông nuôi uống cho cái lòng ông nuôi uống nó năm con uống quá. À, ra đẹp, không. Cái nước sốt nó ngon không con? Dạ. Ngon hả? Dạ. Chấm thử anh. Ngon. Nghe con nó ngon là phai phái à. Thôi là béo, giống như mai hôm nay vậy. Ngon vừa á. Cái này ăn với tôm nó ngon á. Mà thịt cho con nói nha. Nhân nó làm vừa ăn ngon. Ta thích xin nhói. Không.
bà ba để mà mai ngồi bên bà ba ăn cho nó tình tứ. Ăn cho nó ngon. Em vô có. Anh nghe tình tứ nói tình tứ hai đứa nhỏ nó nghe nó trợn mắt nó nhìn nhau kìa. Theo vậy? Hiểu không? Cô hiểu không ra đà? Con hiểu. Con hiểu sao nó mới nghe vậy? Quên. Hả? Quên. Quên, hiểu mà quên. Mà quên. Hộp cơm trống không? Tôi dở cho hoài hoài ăn kia hoài. Chín chưa vậy? Trở về cái nữa là gắp ra nó chín, ăn chín rồi. Cái này muốn thịt bụng này má. Con ông xem con. Thử miếng thịt bụng nha. Anh cắt thử cho má miếng thịt bụng má ăn thử đi. Bà ba tông ốc bây xin ăn thử. À, cho cô ăn thử. Đi. Còn nấm không con? Nóng ngon đã. Không, bỏ không xong rồi con. Lại ăn đi. Gà gáy á, gắp hết thì chín được rồi chứ ạ. Giờ miếng sườn mình bỏ vô mình nướng. Nướng cho nó chín rồi, hồi mình cắt ra nha cả nhà. Rồi, thịt bụng, thịt bầu á. Thịt ba chỉ là chín hết rồi nè. Đó, nhìn miếng thịt nó vàng đã không cả nhà. Nhưng mà này muốn để cho nó tới tới chút ăn nó ngon. Giờ mấy nhỏ đi hết rồi, ăn xong giờ còn má với lại ông sẽ ngồi ăn thôi. Nãy với em làng làng em ăn em vừa nướng vừa ăn cũng dữ luôn ạ. Quá ngon. Bye. Múc má. Má một ít không má. Bún ăn. Không, bún non nhiều quá. Múc rồi. Salad rồi. Mình bắp ấy. Bắp gì thì... Đây đây. Bắp gì gì? Cà chua, ớt chuông á ha. Ớt chuông. Bắp ngọt ớt chuông vừa bắp chuông thơm thơm ngon. Mấy ông ăn thịt đây gặm xương á má, gặm cánh gà á. Làm hai cánh, ba cánh. Ăn nữa. Còn kêu quá trời mua ông sâm nướng ăn. Con cứ múc vô đây nha, mới ăn được cái gì ăn, còn ăn không được là bỏ nha. Tại vì cái này nó dính vô luôn á. Rau rồi nó dính lộn xộn. Thâu, 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 nhiều thâu. Thâu con. Rồi múc thêm mấy cái bắp nè. À, bắp là được, bắp là ngọt. Còn rau má, cái ấy má không thích thì má bỏ ra, má bỏ bên hông đó. Hả? Nè. Nè, đồ ăn nhiều quá chừng nhiều no. Dạ. Thịt gà mềm ngon quá vậy. Đã. Vô cái này. Mềm mà gà non á. Vô cái này. Vô. Vô. Vô, vô, vô má. Vô cái. Trà cola bia vô. Trà cola bia. Nãy giờ em ăn thịt heo. Với là thịt thịt gì nắc gì? Nacken. Nacken. Schweine Nacken. Gà đây nó còn non hay sao con? Gà đây gà non, gà công nghiệp mà má. Công nghiệp ạ. Nhưng mà nướng ngon. Đó cho nước ra, bó thịt lại đây, cho mình nhanh. Nó đỡ má, đỡ con gấp được mà. Má thâu thịt rồi. Đấy, ăn bún vô. Nhìn no, ăn nhiều con. No. Nhiều không? Nhiều. Ăn đi chứ. Đâu không có cơm nữa nha. Đâu còn rô cơm. Rô cơm sáng đi trao dở theo mà mua cá đồ ăn mà má bẻ lại không ăn cơm á. Còn đó. Ăn còn hết con cá. Tối mà đói ăn không. Lấy cơm để ăn thêm. Má ăn nữa đâu. Má ăn được được hả? Chú xuống là nó bung vô nhà. Không má. Vô nước trà. Thôi vô cái nè. Vô cái nè. Cái ông bà của chú. Vô. Vô. Cả nhà ơi đã quá. Thì thôi cả nhà, thì cái video của Mận cũng đến đây đã kết thúc. Thì hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Bye bye, bye, bye.